Hello, xin chào. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của kênh YouTube Sóc Bay Úc Helsing, kênh YouTube chính thức của trại Sóc Bay Úc Helsing. Hôm nay mình sẽ quay clip một số bé sóc bay Úc mới tách mẹ và một số bé vừa ra khỏi túi mẹ, cũng như báo giá một số bé sóc bên mình cho các bạn lựa chọn nhé. Bên mình thì có bán sóc bay Úc Baby, sóc bay Úc size trưởng thành và tủ gỗ để nuôi sóc. Các bạn muốn mua hàng vui lòng inbox về fanpage Facebook Thú Cưng Sóc Bay Úc đang hiển thị trên màn hình, hoặc nhấn vào đường link mua hàng phía dưới phần mô tả của video này nhé. Hiện tại bên mình vẫn đang áp dụng chương trình giảm giá sóc bay Úc cho các bạn mua hàng từ một cặp trở lên. Cụ thể các bạn mua một cặp sóc bay Úc dòng Normal sẽ được giảm giá 200k. Còn các dòng cao hơn khi mua hai bé sẽ được giảm giá 300k. Các bạn mua từ 4 con mình sẽ tính theo giá bán xỉ như bán cho các cửa hàng mua về bán lại nhé. Ok, bây giờ mình sẽ báo giá một số bé sóc bay Úc mới tách mẹ đợt này nhé. Đợt này có vài bé do mẹ sinh ba không đủ sữa cho baby bú. Các bé đu theo mẹ nhiều nên bị xước một chút ở mặt, hiện tại đã lành và đang mọc lông trở lại bình thường nên mình sẽ bán rẻ hơn bình thường cho các bạn nhé. Đầu tiên là bé được lai màu dây X, bé có chân và đầu đốm trắng. Bé này mình giảm giá còn 1 triệu, tức là còn rẻ hơn bé được dòng no mờ nhé. Tiếp theo là bé cái màu trắng, dòng Lucy Stick. Đối với dòng này bé được có giá 3,2 triệu, bé cái có giá 3,6 triệu. Các bạn mua một cặp sẽ được giảm 300.000 nhé. Bé tiếp theo là bé cái dòng Mosey X. Bé này bình thường giá 3,5 triệu, nay giảm giá còn 3 triệu nhé. Phía trên mặt bé bị rụng một ít lông do đu theo mẹ nhiều, hiện tại đang mọc lại lông mới nhé. Tiếp theo bé đực, như trong hình mình có đánh dấu mũi tên, có giá 3,2 triệu, nay giảm còn 2,8 triệu nhé. Tiếp theo là bé no mờ được giảm giá còn 900k nhé. Bây giờ các bạn cùng xem các bé ăn nhé. Ở đoạn này là mình quay trong phòng bị thiếu ánh sáng nên các bé nhìn không sáng đẹp, rõ nét như đoạn đầu clip mình quay ở ngoài nhé. Bên mình thì có bán sóc bay Úc Baby, sóc bay Úc size trưởng thành và tủ gỗ để nuôi sóc. Các bạn muốn mua hàng vui lòng inbox về fanpage Facebook Thú Cưng Sóc Bay Úc đang hiển thị trên màn hình, hoặc nhấn vào đường link mua hàng phía dưới phần mô tả của video này nhé. Hiện tại bên mình vẫn đang áp dụng chương trình giảm giá sóc bay Úc cho các bạn mua hàng từ một cặp trở lên.
Cụ thể các bạn mua một cặp sóc bay Úc dòng NOM sẽ được giảm giá 200k. Còn các dòng cao hơn khi mua hai bé sẽ được giảm giá 300k. Các bạn mua từ 4 con mình sẽ tính theo giá bán xỉ như bán cho các cửa hàng mua về bán lại nhé. Tiếp theo mình sẽ quay sơ qua một số bé sóc mới ra túi bên mình nhé. Các bạn thấy video hữu ích thì xin cho mình một like, một comment nếu có câu hỏi hay thắc mắc, một chia sẻ video lên Facebook và một đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo miễn phí khi kênh ra clip mới nhé. Bên mình thì có bán sóc bay Úc Baby, sóc bay Úc size trưởng thành và tủ gỗ để nuôi sóc. Các bạn muốn mua hàng vui lòng inbox về fanpage Facebook Thú Cưng Sóc Bay Úc đang hiển thị trên màn hình, hoặc nhấn vào đường link mua hàng phía dưới phần mô tả của video này nhé. Hiện tại bên mình vẫn đang áp dụng chương trình giảm giá sóc bay Úc cho các bạn mua hàng từ một cặp trở lên. Cụ thể các bạn mua một cặp sóc bay Úc dòng NOM sẽ được giảm giá 200k. Còn các dòng cao hơn khi mua hai bé sẽ được giảm giá 300k. Các bạn mua từ 4 con mình sẽ tính theo giá bán xỉ như bán cho các cửa hàng mua về bán lại nhé.